Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 3504, tình thế hỗn loạn, phần 2. Nguyên Thần đi đến quảng trường phía trước, làm động tác vẫy chào tứ phương, sau đó cầm micro nói ra. Nói có 102 trong tam giới, thật sự không dám nhận. Chỉ ít ở đây có rất nhiều sư tôn tiền bối, đều là lão sư của ta. Hôm nay ta đứng ra, chủ yếu là thiên kiếp sắp tới. Nhân gian pháp thuật giới cần có trọng trách vô cùng lớn, nhất định phải có một người có thể đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nguyên Thần ta bất tài, nhưng nếu Nhân Thần Quan là ta, vậy thì ở thời khắc mấu chốt ta không thể nào rút lui được rồi. Hắn nói đến đây, nhìn Bạch Vi gật đầu một cái. Bạch Vi lập tức nói tiếp. Cho nên hôm nay tìm mọi người đến đây chính là muốn cùng mọi người một chỗ chứng kiến một quá trình, một thời khắc phi thường. Pháp thuật công hội cần không ngừng lớn mạnh. Nhân Thần Quan là hy vọng cho toàn bộ pháp thuật giới. Một khi xác định được đó chính là chi chủ của chúng phái pháp thuật giới, mệnh lệnh của hắn các phái đều phải chấp hành. Cho nên mọi người hôm nay đều ở đây, nếu có ý kiến phản đối hãy cứ mạnh dạn nói ra, ta sẽ giải đáp những khó hiểu đó, cũng giảm bớt việc tương lai lặp đi lặp lại việc này. Cho nên chư vị có nghi vấn gì hiện tại liền có thể nói ra. Không có bất kỳ nghi vấn gì, pháp thuật công hội hãy cứ để Nguyên Thần sư huynh làm chủ, chúng ta đều đồng ý. Không biết người nào ở phía dưới hô lên một tiếng, rất nhiều người ồn ào đi theo, đủ loại tranh luận. Tiếp lấy có người dẫn đầu vỗ tay. Diệp Tử Mộc ngẩng đầu liếc mắt nhìn quanh, có chừng một nửa người đang vỗ tay, một nửa khác không vỗ tay, nhưng không có nghĩa là người đó chống lại, tỉ như Thiên Hạ Hội hoặc là mấy nhà âm dương môn các loại. Mặc dù không vỗ tay nhưng hiển nhiên cũng là chấp nhận rồi. Diệp Tiểu Mộc nhìn ở trong mắt mảy may cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao Nguyên Thần chu bị lâu như vậy, nếu như không có niềm tin chắc chắn cũng sẽ không có buổi lễ hôm nay. Vương Tiểu Bảo dùng cánh tay đụng vào Diệp Tiểu Mộc nói ra. Ê, đến lượt người ra sân biểu diễn rồi. Ta hiện tại sao? Không phải vậy người ta sắp tuyên bố rồi kìa. Diệp Tử Mộc hít sâu một hơi, vừa muốn đứng lên, đột nhiên ở vị trí giữa hàng phía trước có một người giành mở miệng trước nói ra. Nguyên Thần, ngươi nói ngươi là Nhân Thần Quan, ngươi có chứng cứ gì? Là Kiến Minh. Tất cả tầm mắt đều tụ tập trên người của hắn. Tại thời khắc cuối cùng này hắn rốt cục vẫn là nhảy ra ngoài. Nguyên Thần thấy hắn đứng lên không cảm thấy giật mình chút nào, vừa cười vừa nói. Chứng cứ, trước đó không phải mới nói rồi sao? Không cần phải giải thích lần nữa. Vậy cũng chỉ có lời của mình ngươi nói mà thôi. Cái gì danh tính hợp với thần dụ? Nếu như chỉ thỏa mãn điểm này, ta có thể tìm ra cho ngươi mười mấy người đến, cái đó có đáng là gì? Nguyên Thần nói. Ai chất vấn thì đưa ra chứng cứ, ta không muốn cùng ngươi tranh luận như thứ này. Nếu như ngươi cảm thấy ta không thể tin, Cửu Thế Huyền Nữ không thể tin, vậy ngươi có thể lấy ra chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, chỉ là lật qua lật lại những điểm như thế này, vậy chúng ta vẫn là vì mọi người tiết kiệm một chút thời gian đi. Kiến Minh cười lạnh. Hắn đã sớm biết dựa vào cái này không có cách nào có đạo lý đánh bại Nguyên Thần. Vừa rồi nói những cái kia chỉ là lấy cớ. Sau khi nghe thấy Nguyên Thần nói như vậy, lập tức đứng lên nói ra. Trước đó Bạch Vi nói Nhân Thần Quan nhất định là một trong số những pháp sư có thực lực mạnh nhất, cho nên dứt khoát chúng ta đừng tranh luận những thứ vô dụng kia, liền cứ dựa theo manh mối này mà kiểm tra. Như thế nào? Ngươi và ta đại chiến một trận. Nếu như ta thắng, ta cũng không phải muốn làm người đứng đầu, chỉ là đánh tan những việc ngươi nói láo mà thôi. Đơn đấu sao? Đám người xôn xao. Mọi người đều biết hôm nay Kiến Minh nhất định sẽ làm ra tuyệt địa phản kích.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà dùng phương thức đơn giản như vậy, thô bạo đối với nguyên thần phát động khiêu khích. Ây da, còn có người tránh trước ngươi rồi, lần này thật là náo nhiệt. Tiểu Mộc, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Vương Tiểu Bảo nói xong, bóc một quả hồ chăn ném vào trong miệng. Diệp Tiểu Mộc cảm khái nói, hắn dùng cách này cũng quá trực tiếp đi. Hắn là không có cách. Tô Yên nói, nguyên thần hôm nay cố ý gọi tất cả mọi người đến đây, chính là muốn trước mặt toàn bộ pháp thuật giới leo lên địa vị cao nhất. Chỉ cần những người ở đây không phản đối, vậy sau này bọn họ cũng sẽ không thể đổi giọng được rồi. Dù sao trước đó cũng đều là nhất trí thông qua, cho nên đây là cơ hội cuối cùng của Kiến Minh rồi. Qua hôm nay, nếu tương lai hắn muốn khiêu chiến đều không còn ý nghĩa nữa rồi. Nguyên thần nghe thấy Kiến Minh khiêu chiến cũng chỉ là cười cười. Nếu Kiến Minh sư thúc nói như vậy, ta cũng chỉ có thể ứng chiến. Bất quá coi như người thua cũng không vấn đề gì, người vẫn là hội đồng thành viên. Hội đồng? Nguyên thần, người không phải khích ta. Nếu như ta thua, ta chấp nhận ra khỏi pháp thuật công hội, người cũng phải giống như vậy. Khóe miệng của Nguyên thần hiện lên một vòng ý cười, nói ra, lời này của ngươi thật dư thừa. Nếu như ta thua, ngươi cảm thấy ta còn có thể đứng tại trên đài này sao? Nói xong, hắn dùng tay làm dấu mời đối với Kiến Minh. Kiến Minh cũng không nói gì, một bước nhảy ra giữa thính phòng, một tay bấm quyết hướng Nguyên thần bổ nhào tới. Nguyên thần tiếp được, hai người bắt đầu chiến đấu. Hai vị đương kim đại lão mạnh nhất pháp thuật giới, trận doanh của hai bên cũng vô cùng lớn mạnh. Bây giờ tại trước mắt bao nhiêu người bắt đầu đánh nhau rồi. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn hai người đánh nhau. Biểu lộ phía bên dưới nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng lại cất giấu các loại chờ mong không giống nhau. Kiến Minh sư thúc, người có bao giờ nghĩ tới thua trận chiến này sẽ có hậu quả gì không? Nguyên thần cầm trong tay phất trần, tại bên trong chiến đấu vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, mở miệng nói ra, thất bại thảm hại, ngươi và ta đều sẽ như thế. Cho nên ngươi không cảm thấy quyết định này quá ngu ngốc sao? Ta cũng không có lựa chọn khác, huống hồ so với việc ngu xuẩn này, chính là ta kỳ thật cần phải sớm động thủ, không cần kéo dài tới hôm nay. Kiến Minh lắc đầu, ta vốn cho rằng có thể dựa vào cách thức lật bàn khác, kết quả vẫn là phải tới mức độ này. Câu này nói xong, Kiến Minh không nói thêm gì nữa, chuyên tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Mười mấy phút chớp mắt đi qua, hai người đã hoàn thành thăm dò lẫn nhau. Ra chiều càng lúc càng hung ác, bắt đầu liên tục tấn công đối phương. Tiết tấu xuất thủ cùng với so chiều càng lúc càng nhanh. Hai thân ảnh mạnh mẽ liên tục di chuyển, truy đuổi lẫn nhau ở giữa khoảng sân rộng. Cũng may quảng trường này đủ lớn để cho hai người có thể phát huy toàn bộ thực lực mà không làm bị thương người xem bên dưới. Động tác hai người rất nhanh, ở đây rất nhiều pháp sư thực lực kém đã hoa mắt chóng mặt không thể theo kịp. Diệp Tử Mộc mở to hai mắt, lực chú ý hoàn toàn vùi vào trong trận chiến đấu này, thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một số động tác của bọn hắn. Thế nào, ngươi có thể đánh thắng được bọn họ không? Vương Tiểu Bảo ở một bên hỏi. Diệp Tiểu Mộc không chút do dự lắc đầu, ta còn kém rất xa. Mặc dù mình đã đến cảnh giới địa tiên trung dài, thậm chí không sai biệt lắm còn sắp đến thượng dài, nhưng nếu cùng hai vị đại lão giữa sân này chiến đấu, thật không phải là cùng một cấp bậc. Vương Tiểu Bảo chật lưỡi thở dài, ây, ta cũng xem không kịp, rất lâu rồi chưa có xem pháp sư chiến đấu kịch liệt như vậy. Thua. Trần Hiểu Húc từ đầu tới giờ không có mở miệng, đột nhiên nhìn hai người kia nói ra. Ba người Diệp Tiểu Mộc ngây ngẩn ra một lúc, hỏi hắn người nào thua. Trần Hiểu Húc nói, chênh lệch quá lớn, chỉ vài phút liền thấy rõ ràng rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.